Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, theo như vừa rồi đã có nhiều bạn muốn tìm hiểu về linh mục Trương Bửu Diệp, vậy mình cũng sợ trên sách hiếm .net nè, mình thấy có một cái bài như thế này: nghe nói hôm nay là ngày giỗ của linh mục Trương Bửu Diệp, Facebook Nguyễn Phúc, ngày 11 tháng 5 lúc 9:59 vào buổi sáng nha. Nghe nói hôm nay là ngày giỗ của Trương Bửu Diệp, chúng ta cùng ôm lại công lao của Diệp đối với mẫu quốc. Trương Bửu Diệp tên gián điệp chỉ điểm cho Pháp giết đồng bào. Đây là tên Trương Bửu Diệp nhà thờ Tắc Sậy Bạc Liêu. Dân địa phương ở đây chẳng ai thờ tên này vì họ đã rõ gốc tích hắn. Hắn là tên gián điệp đội lốt gia đạo Thiên Chúa, làm việc cho Pháp hoạt động chỉ điểm cán bộ Việt Minh và những người dân ủng hộ kháng chiến chống Pháp. Chúng cài cắm hắn vào bằng cách tạo ra huyền thoại mê tín dị đoan. Đầu tiên là hắn vào vùng đất hoang dựng lên cái chòi để hắn thờ Chúa và tu tại đó. Phía sau lưng hắn là thực dân Pháp chống lưng hỗ trợ hắn. Hắn bày ra cách lập bàn thờ Chúa rồi cầu nguyện để Chúa giúp cho vật liệu xây nhà thờ trước bàn dân thiên hạ. Ban đêm giặc Pháp cho người lén đến đổ cho mấy xe gạch đá. Sáng ra hắn tuyên bố là Chúa Linh Thiêng đã ban gạch đá cho hắn xây nhà thờ, đó là ý của Chúa. Chúa rất linh thiêng, cũng có vài người tin sái cổ rồi đồn thổi chuyện này. Sau này ở vùng này có nhiều cán bộ cùng mà người dân bị giặc bắt, nên Việt Minh điều tra truy ra hắn và xử tử hắn. Bẵng qua thời gian mấy chục năm nay, bọn chống phá Việt Nam lại khơi gợi lại sự mê tín dị đoan này qua những công ty như tư nhân nơi xa, các tour du lịch đến chiêm bái và cầu xin ảnh tên gián điệp cho Pháp này về thờ được mua may bán đắt. Bọn chúng đánh vào lòng tham mê tín của những người nhẹ dạ, nhằm mục đích âm thầm vinh danh những tên Việt gian phản quốc với ý đồ âm mưu cho sau này. Mọi người nên cảnh giác. Dân địa phương chẳng ai tin và thờ tên gián điệp chuyên chỉ điểm cho Pháp giết đồng bào mình này. Mời các bạn xem cái trang này, trang Facebook này. Nó bằng nguyên âm, bằng nguyên văn của tiếng Anh nha các bạn. Đây, Luna Nguyễn, bằng tiếng Anh, nhưng may thay mình đã được dịch ra, được dịch ra rồi, dịch ra qua Google dịch như thế này: cha Trương Bửu Diệp sinh ngày 1 tháng 1 năm 1897. Một tháng sau, cha anh được rửa tội vào ngày 2 tháng 2 năm 1897 tại Côn Phước, nay thuộc ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Lương, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Năm 1924, ngài được thụ phong linh mục tại Na Bang dưới thời Đức Giám Mục Chabalier của Pháp. Từ năm 1924 đến năm 1927, ngài được đề cử làm phó giám mục của giáo xứ Hồ Trù, một giáo xứ Việt Nam ở tỉnh Kandan, Campuchia. Từ năm 1927 đến năm 1929, ngài trở thành giáo sư tại Chủng viện Cù Lao Diên ở tỉnh An Giang. Tháng 3 năm 1930, ngài giám sát giáo xứ Tắc Sậy, huyện Gia Rai, tỉnh Bạc Liêu. Tháng 3 năm 1946, thực dân Pháp trở lại và có mặt trên khắp miền Nam Việt Nam. Đến ngày 30 tháng 4 năm 1946, thực dân Pháp tăng lực lượng và đến thị trấn Cà Mau. Các cơ sở hành chính đã bắt đầu hoạt động, các phần khác của tỉnh vẫn do Việt Minh quản lý. Năm đó, cha Diệp chăm sóc giáo xứ Tắc Sậy. Vào ngày 6 tháng 3, cả 4 nữ tu ngoại quốc và 2 nữ tu Việt Nam đã bị Việt Minh bắt. Sáng ngày 9 tháng 3, một nhóm người Việt Minh đã đến nhà thờ Tắc nói để tìm cha Diệp. Họ tra hỏi 6 sĩ quan của giáo xứ và giam giữ họ. Sau đó không hỏi nữa, 2 giờ sau, họ tập hợp tất cả những người thân của họ, tổng cộng hơn 40. Tất cả đã bị giam giữ tại nhà của
Chapit Việt Minh gửi tin nhắn cho trai Điệp. Có nghĩa là có thể là họ Google dịch bị sai chữ Diệp chứ không phải là chữ Điệp, rằng nếu ông trở về họ sẽ thả người. Khoảng 6 giờ chiều ngày 9 tháng 3, mọi người đến Hòa Thành để thông báo cho Diệp. Vào lúc 9 giờ tối ngày 9 tháng 3, bố tôi, thường được gọi là thầy Hai Ngôi Thiên Cần, đã đến đón năm người cha đến Bảo Sen để trốn. Tất cả bọn họ đều đồng ý ngoại trừ cha Diệp. Người sẽ ở lại trở về giáo xứ Tắc Sậy vào sáng hôm sau để cứu giáo dân của mình, những người đã bị bắt. Sáng ngày 10 tháng 3, trên đường từ Hòa Thành đến Tắc Sậy, đến ngã ba Cà Mau, nếu anh đi thẳng chỉ 20 phút đến thị trấn Cà Mau, nơi đóng quân của Pháp. Nếu Pha Hê muốn, chữ Pha Đờ, nếu cha muốn, anh ta có thể thông báo cho Pháp rằng 6 nữ tu và nhiều giáo dân đã giam giữ và yêu cầu họ đi giải cứu. Điều đó quá dễ dàng, nhưng ông không chấp nhận sự giúp đỡ của thực dân, chọn giải pháp hy sinh và tự mình cứu người. Có lẽ bởi vì anh ta không muốn giáo hội bị mang tiếng xấu là giáo hội đã dựa vào người Pháp. Anh ta rẽ phải và đi xuống đường đến Tắc Sậy. Đến 6 giờ chiều ngày 10 tháng 3, cha Diệp đến Tắc Sậy và tự trình bày. Họ hỏi cha về nơi ở của 4 người kia, nhưng cha không tuyên bố. Họ không những không giữ lời hứa thả một giáo dân mà còn giam cầm cha Diệp trong phòng của giáo xứ. Nửa đêm họ gọi cha hỏi lại, cha vẫn kiên quyết không khai. Vào sáng hôm sớm ngày 11 tháng 3, từ nghĩa địa của nhà thờ có hơn 60 người, hầu hết là những người không công giáo. Dù ở nhà hay trên đường, họ đều được hộ tống đến nhà thờ. Tính đến thời điểm này đã có hơn 100 người, bao gồm cả già, trẻ, trai và gái bị giam giữ. Sau đó họ đưa tất cả những người bị giam giữ đến cây vua khoảng 4 km. Hành trình của đoàn đến lúc 5 giờ. Đến 8 giờ sáng ngày 12 tháng 3, họ đưa cha Diệp đến nhà ông Đào để hỏi lại. Cha vẫn không khai, thất vọng vì tinh thần kiên quyết của cha, họ đưa anh đến cửa hàng gạo. 2 giờ sau, họ quyết tâm đến để hỏi thêm. Lần này họ đánh đập và hành hạ cha rất nhiều. Cha vẫn như xưa kiên quyết không khai báo. Trước khi giải quyết, họ gọi để hỏi lại cha và đe dọa rằng nếu cha vẫn ngoan cố không tuyên bố 4 người cha đang trốn, họ sẽ đốt rông và đốt tất cả những người bị bắt bên trong, không muốn liên quan đến cuộc sống của 4 người cha. Cha khuyên mọi người nên xem xét sự ăn năn của mình và cha sẽ thực hiện lời thú tội cuối cùng cho nhóm. Lúc 2 giờ chiều ngày 12 tháng 3 năm 1946, họ hỏi bố cần lần cuối. Lần này họ chặt đầu cha, một người để mất hộp sọ trên đầu và một người khiến đầu anh ta gần như bị gãy khỏi cổ. Sau khi giết anh ta, họ lột quần áo của anh ta và ném xác anh ta xuống ao. Facebook Nguyễn Phúc, ngày 11 tháng 5, lúc 9:59. Nghe nói hôm nay là ngày giỗ của Trương, của Diệp, mà chúng ta ôm lại công lao của Diệp đối với Mẫu Quốc, như mình đã vừa trình bày xong. Để trở lại cái bản này, đó, bản tiếng Anh như thế này. Đó. Người Kha Trần Catholic. Đó. Về cái công việc sự việc của cha Bố Diệp đó, đó là như thế đấy. Cho nên chúng ta đừng nghi ngờ gì, hãy cố gắng làm những gì tốt đẹp. Chúc các bạn vui vẻ. Và đây cũng là clip đầu tiên mình làm trên Camtasia mà quay ngược màn hình, nói như thế này đây.